Ca sĩ Quang Toàn qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng. Thông tin ca sĩ Quang Toàn qua đời khiến người thân và đồng nghiệp không khỏi xót xa. Sáng nay 5 tháng 1, trên trang cá nhân của ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ tin buồn là ca sĩ hải ngoại Quang Toàn đã qua đời. Anh Bùi Ngùi viết, 2 giờ sáng nghe hung tin cũng mong không phải sự thật nhưng nó là thật rồi, buồn lắm. Ca sĩ Quang Toàn, một đồng nghiệp trong nghề, anh em cũng có lần comment với nhau hẹn gặp nhau cà phê ăn uống khi qua lại Mỹ. Chưa kịp hẹn và gặp nhau thì anh mất. Chia buồn gia đình anh, trả xong kiếp người, tội mẹ của anh vì anh có hiếu sống với mẹ và rất chăm lo cho mẹ. Con người đáng trân trọng nhưng anh ra đi sớm quá. Mong anh sớm về Tây Phương Cực Lạc chia buồn với người anh thân thiết. Theo nguồn tin ban đầu, Quang Toàn mất tại nhà riêng vì đột quỵ. Hiện tại, cảnh sát ở Mỹ vẫn đang điều tra về cái chết của anh vì khi ra đi, nam ca sĩ chỉ sống một mình. Nhiều bạn bè thân thiết cho biết Quang Toàn bị chứng mất ngủ nên dùng thuốc ngủ rất nhiều vào mỗi tối để có thể nghỉ ngơi. Mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, để sống được với nghề, ca sĩ Quang Toàn đã miệt mài lao động. Từ những hình ảnh sang trọng, lịch lãm trên sân khấu với giọng hát ngọt ngào thôi miên thu hút công chúng, đến sự năng động, bản lĩnh trên thương trường trong vai trò một doanh nhân. Ở vai trò nào, ca sĩ Quang Toàn cũng luôn để lại một tình yêu mến của bạn bè, fan hâm mộ. Sự ra đi của Quang Toàn khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Một người bạn khác của anh là vợ cũ của diễn viên Hoàng Anh xót xa viết. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù trong cuộc sống anh đứng về phe đối lập, dùng lời lẽ không hay đã công kích em và mẹ của em. Tuy nhiên, biết được sự ra đi của anh, em cảm thấy rất là bàng hoàng và xót xa. Dù sao anh em mình cũng từng có thời gian gắn bó với nhau, em mong là anh ra đi thanh thản. Những điều không hay, không vui giữa anh em mình và giữa anh với những người khác hay những lỗi lầm gì đó, hãy bỏ qua để anh thanh thản ra đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều anh nhé, mong anh về với Phật được an lành. Triệp ca sĩ Quang Toàn.